tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Tuấn Liên và Hoàng Anh xin kính chào quý vị và hoan nghênh quý vị đến với bản tin của ngày 8 tháng 9 năm 2022. Mời quý vị theo dõi một số tin đáng chú ý sau đây. Mike Sanderson là nghi phạm giết người hàng loạt tại Saskatchewan đã bị bắt. PC thông báo tăng tín dụng thuế và giới hạn tăng tiền thuê nhà để chống lạm phát. Tại Quebec, vắc vaccine Omicron sẽ có sẵn từ ngày thứ năm và khuyến nghị cho những người từ 30 tuổi trở lên. Nova Scotia là tỉnh có học phí đại học cao nhất, trong khi Quebec là thấp nhất. Các quy tắc mới về xe buýt đưa đón học sinh mà tài xế Ontario cần biết. EU có kế hoạch giới hạn giá khí đốt của Nga khi Putin cảnh báo phương Tây về mùa đông đóng băng. Putin nói rằng Nga đang đạt được nhiều lợi ích từ cuộc xung đột ở Ukraine. Theo Tổng thống Ukraine, thì ngân sách năm tới sẽ là ngân sách chiến tranh và tập trung vào quốc phòng. Mỹ cấm các công ty công nghệ tiên tiến xây dựng nhà máy ở Trung Quốc. Văn nhóm người Việt rửa tiền chữa bản Anh nhận án tù. Trái một quán karaoke ở Việt Nam khiến cho 32 người thiệt mạng và nhiều bản tin khác trong phần tin chi tiết mời quý vị chú ý theo dõi. Và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, nghi phạm Miles Sanderson là nghi phạm trong vụ đâm chém điên cuồng ở tỉnh Saskatchewan đã tự sát sau khi bị cảnh sát bắt giữ. Miles Sanderson là nghi phạm cuối cùng trong vụ đâm chém hung hãn ở vùng nông thôn Saskatchewan đã chết do tự sát. Theo nhiều nguồn tin truyền thông đã xác nhận, Sanderson, đối tượng của một cuộc săn lùng kéo dài 4 ngày trên khắp vùng Prairies trong vụ giết người hàng loạt mà đã khiến 11 người tử vong, đã bị cảnh sát bắt giữ vào khoảng 3 giờ 30 chiều giờ địa phương vào hôm thứ Tư. Khoảng 3 giờ chiều, cảnh sát Saskatchewan đã ban hành cảnh báo khẩn cấp về một người cầm dao đi trên xe được nhìn thấy lần cuối ở Weckor, cách Saskatoon khoảng 90 km về phía đông bắc. Cảnh sát RCMP yêu cầu người dân ở khu vực Weckor tìm nơi trú ẩn ngay lập tức và trú ẩn tại chỗ. Họ cảnh báo mọi người nên thận trọng khi cho người khác vào nơi ở của mình. Không đến gần những người khả nghi hay là đón người quá gian. Vụ đâm chém điên cuồng đã khiến 10 người tử vong và 18 người khác bị thương trong 13 hiện trường vụ án khác nhau ở khu vực James Smith Cree Nation và ở làng Walden, Saskatchewan gần đó. Trong một cuộc phỏng vấn với CBC News, ngay cả cha mẹ của Sanderson cũng thúc giục cậu con trai của họ làm điều đúng đắn. Miles, làm ơn, làm ơn, hãy quay đầu lại. Chúng ta không muốn ai bị thương thêm nữa. Cha không muốn ai bị thương thêm nữa. Làm ơn đi, con trai của cha. Cha yêu con. Hãy tự mình đi tự thú. Hãy an toàn. Cha của Sanderson được trích dẫn nói. Dennis Holmes là thị trưởng của Rothern, cách nơi bắt giữ nghi phạm khoảng 6 km, nói rằng thị trấn hôm nay cảm thấy nhẹ nhõm và nỗi buồn khôn tả này sẽ chi phối cộng đồng của họ khi họ tiếp tục tìm hiểu rõ những gì đã xảy ra cho tỉnh bang của họ. Trong một cuộc họp báo ảm đạm vào hôm thứ Ba, người đứng đầu một trong những tổ chức bản địa hàng đầu của tỉnh Saskatchewan tiết lộ rằng ông đã mất hai người thân yêu trong thảm kịch đâm chết người hàng loạt này. Chúng tôi đã rơi rất nhiều nước mắt trong vài ngày qua. Theo Mark Arkan nói khi ông bật khóc tại một cuộc họp báo của Hội đồng Bộ Lạc Saskatoon, Ông Akan cho biết, chị gái Bonnie Burns, 48 tuổi, và cháu trai Gregory Burns, 28 tuổi, nằm trong số những nạn nhân bị đâm tử vong. Ông cho biết, hai đứa con nuôi của chị Bonnie đã chứng kiến thảm kịch đó. Lúc đó, một trong hai cậu bé đang trốn sau một chiếc ghế cao và đã nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra. Anh Brian Burns là chồng của nạn nhân Bonnie cho biết, vợ anh là Bonnie Burns, 48 tuổi, đã chết khi cố gắng bảo vệ con của họ. Con trai của anh là Greg Burns, 28 tuổi, cũng bị giết. Đứa con trai nhỏ của anh bị đâm vào cổ, nhưng sống sót. Trong 4 ngày qua, cảnh sát đã truy lùng Sanderson. Damon Sanderson ban đầu cũng bị liệt kê vào danh sách tình nghi cùng với em trai Miles Sanderson của mình và đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự cho đến khi thi thể của anh ta được tìm thấy vào thứ hai. Không rõ Miles Sanderson đã đóng vai trò gì trong cái chết của anh trai mình. Danh sách các nạn nhân được nhà chức trách đưa ra có độ tuổi từ 23 đến 78 tuổi, bao gồm một cựu chiến binh, một người phản ứng đầu tiên và một nhân viên bảo vệ. Hôm thứ tư, cơ quan y tế Saskatchewan cho biết, trong số 17 người được nhập viện với vết thương liên quan đến vụ đâm, 10 người vẫn đang nằm viện. Hai bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, 8 người trong tình trạng ổn định và kể từ Chủ nhật, 7 người đã được xuất viện. Thưa quý vị, như đã dự đoán, Ngân hàng Trung ương Canada đã tăng lãi suất chuẩn 3 phần điểm phần trăm vào thứ Tư và báo hiệu rằng lãi suất cơ bản sẽ còn tăng thêm nữa để giải quyết mức lạm phát cao. Lãi suất chính sách của Ngân hàng Trung ương hiện là 3,25%. Điều này đánh dấu lần tăng lãi suất thứ năm cho đến nay vào năm 2022. Lãi suất chủ chốt của Canada chỉ ở mức 0,25% vào tháng Giêng. Ngân hàng Trung ương Canada tăng lãi suất trong một nỗ lực để kiềm chế nền kinh tế Canada và không khuyến khích nhu cầu chi tiêu của người tiêu dùng để làm giảm lạm phát trong nước. Ngân hàng trung ương cho biết, trong khi tăng trưởng kinh tế quý 2 thấp hơn một chút so với ước tính, nhưng nhu cầu trong nước vẫn rất mạnh và thị trường lao động vẫn còn eo hẹp. Lãi suất vượt qua mức 3% là rất quan trọng vì nó đưa lãi suất chính sách của ngân hàng vượt qua mức mà ngân hàng cho là phạm vi trung lập và bước vào lãnh thổ mà ngân hàng hiện đang tích cực kiềm hãm tăng trưởng kinh tế. Tỷ lệ lạm phát hàng năm đạt 7,6% vào tháng 7, giảm nhẹ so với mức 8,1% trong tháng 6 do giá xăng dầu giảm trên khắp Canada. Bộ trưởng Tài chính Chrystia Freeland đã được hỏi vào hôm thứ tư tại cuộc họp nội các của Đảng Tự do ở tỉnh BC, liệu rằng chính phủ liên bang có can thiệp để giúp người dân Canada xử lý chi phí sinh hoạt cao hơn hay không. Bà cũng được hỏi, liệu bà có tin rằng Ngân hàng Canada có thể kiềm chế lạm phát một cách hiệu quả, vốn đã bị thúc đẩy bởi sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, bao gồm cả cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Bà Freeland nhấn mạnh lại rằng chính phủ sẽ thực hiện cách tiếp cận cân bằng và thận trọng đối với chính sách tài khóa và tái khẳng định niềm tin của bà vào Ngân hàng Trung ương với tư cách là một trong những thể chế cơ bản của đất nước. Bà nói ngân hàng có nhiệm vụ và các công cụ và chuyên môn để giải quyết lạm phát. Vậy lãi suất sẽ tăng cao như thế nào? Ngân hàng CIBC hiện dự kiến lãi suất sẽ tăng ít nhất 1 phần tư điểm phần trăm nữa theo quyết định tiếp theo của Ngân hàng Trung ương Canada vào ngày 26 tháng 10. Còn Ngân hàng Bank of Montreal thì dự đoán nửa điểm phần trăm. Ngân hàng RBC thì tiếp tục dự đoán một cuộc suy thoái nhẹ vào năm 2023. Việc tăng lãi suất có ý nghĩa gì đối với thị trường nhà đất? Khi ngân hàng Canada tăng lãi suất chuẩn, các khoản thế chấp và một số khoản vay sẽ trở nên đắt đỏ hơn. Theo trang web so sánh RedHub.ca, chủ sở hữu của một ngôi nhà mà trị giá 630.000 đô la, người có khoản thế chấp mức 3,5% lãi suất thay đổi, tức là variable rate mortgage, trước khi đợt tăng lãi suất này sẽ phải trả thêm 236 đô la mỗi một tháng tức là thêm 2.832 đô la mỗi một năm, khi lãi suất mới của họ hiện tăng lên là 4,25%, với khoản thanh toán hàng tháng là 3.155 đô la. Tuyên bố của Ngân hàng Trung ương hôm thứ Tư cho biết rằng, với lãi suất thế chấp tăng trong 7 tháng qua, thị trường nhà ở đang chậm lại như dự đoán. Họ gọi sự tăng trưởng giá nhà trong đại dịch là không bền vững. Trợ lý kinh tế trưởng Robert Hope của ngân hàng RBC cho biết, Lãi suất cao hơn vào mùa thu này sẽ khiến thị trường lạnh hơn trong những tháng tới. Sự suy thoái sẽ ngày càng gia tăng và lan rộng khi người mua thực hiện phương pháp chờ đợi, trong khi xác định tác động của lãi suất cho vay cao hơn. Ông Hốt cũng cho biết Vancouver và Toronto cũng như các khu vực xung quanh hai thành phố này có nguy cơ giảm giá cao nhất, với lý do là vì mức tăng giá quá lớn của khu vực này trong thời gian đại dịch. Chính phủ của tỉnh bang British Columbia đang gia tăng khoản thanh toán tín dụng thuế hành động khí hậu tiếp theo, thúc đẩy gói phúc lợi cho trẻ em tỉnh BC và giới hạn mức tăng tiền thuê vào năm tới, nhằm giải quyết tình trạng chi phí sinh hoạt tăng cao. Các biện pháp được Thủ hiến John Hogan công bố hôm thứ Tư dự kiến sẽ tiết kiệm cho một gia đình bốn người lên tới 1.500 đô la. Ông cũng đổi tên quyền lợi cơ hội cho trẻ em, gọi là Child Opportunity Benefit, thành quyền lợi gia đình BC, BC Family Benefit. Cả tín dụng thuế hành động khí hậu và quyền lợi gia đình BC đều có yêu cầu riêng mà mỗi gia đình phải đáp ứng. Vào tháng 10, số tiền tối đa cho tín dụng thuế hành động khí hậu dành cho người dân tỉnh BC có thu nhập thấp và trung bình sẽ được tăng thêm lên đến 164 đô la cho mỗi người lớn và 41 đô la cho mỗi trẻ em. Một gia đình có hai con có thể nhận được thêm tới 410 đô la. 85% cư dân dự kiến sẽ được hưởng lợi từ sự gia tăng này. Chính phủ tỉnh BC đã hứa hẹn hỗ trợ tiền lương trong nhiều tháng, với chi phí sinh hoạt có mức chưa từng thấy trong hơn 40 năm. Trong tháng Giêng, tháng 2 và tháng 3, có trợ cấp gia đình BC sẽ tăng lên tới 58 đô la 33 cent cho mỗi đứa trẻ mỗi tháng. Và thay vì cho phép tăng tiền thuê nhà tương đương với lạm phát, tỉnh BC cũng đang đặt giới hạn 2% khi tăng tiền thuê nhà vào năm 2023, Ví dụ, đối với một người trả 2.000 đô la tiền thuê, điều này có nghĩa là họ sẽ tiết kiệm được tới 816 đô la trong năm tới. Chính phủ cũng đang làm việc với BC Hydro để đưa ra một biện pháp bổ sung về chi phí sinh hoạt để giúp người dân giảm chi phí trong thời kỳ lạm phát toàn cầu. Tại tỉnh Quebec, vaccine Omicron sẽ có sẵn vào thứ Năm, được khuyến nghị cho những người từ 30 tuổi trở lên. Giám đốc Y tế Công cộng tiến sĩ Luke Boyle đã đưa ra thông báo hôm thứ Tư trong một cuộc họp báo ở Montreal cho biết vắc xin lưỡng trị do Moderna sản xuất sẽ sẵn sàng sử dụng vào trưa ngày thứ Năm tại hầu hết các trung tâm vắc xin trên khắp tỉnh Quebec. Những người dưới 30 tuổi được khuyến nghị nên tiêm vắc xin Pfizer COVID-19 vì Ủy ban vắc xin của Quebec cho biết mũi tiêm của Moderna có nguy cơ cao bị viêm cơ tim. Ở nhóm tuổi dưới 30 tuổi, Tuy nhiên, những người dưới 30 tuổi sẽ đủ điều kiện để tiêm vaccine Moderna nếu họ muốn và có thể lựa chọn giữa vaccine thế hệ cũ hơn hoặc là mới hơn. Giám đốc y tế Polo cũng nói thêm rằng vaccine cúm mùa này sẽ có sẵn sớm hơn thường lệ, sẽ có vào khoảng tháng 10 so với tháng 11. Những người muốn tiêm cả hai loại vaccine cùng một lúc sẽ được cho phép. tại sao liều tăng cường của Canada không giống như của Hoa Kỳ? Một loại vắc xin nâng cấp COVID-19 sắp được cung cấp tại BC cho chương trình tiêm tăng cường vào mùa thu và các quan chức y tế địa phương đã giải thích rằng sự kết hợp trong vắc xin mới sẽ cung cấp sự bảo vệ tốt hơn để chống lại COVID-19. Vắc xin COVID-19 mới được cấp phép là vắc xin lưỡng trị, có nghĩa là nó kết hợp hai loại vắc xin bao gồm vắc xin để chống lại chủng COVID-19 ban đầu kết hợp với vắc xin nhắm vào dòng biến thể phụ BA.1 của Omicron. Tiến sĩ Bernie Henry, giám đốc y tế của tỉnh cho biết, những loại vắc xin kết hợp như thế này là rất phổ biến và loại phổ biến nhất mà mọi người có thể biết tới rất rõ, đó là vắc xin cúm. Trên thực tế, mũi tiêm phòng cúm hàng năm thường có 3 hoặc là 4 loại vắc xin kết hợp để nhắm vào các chủng virus khác nhau. Các quan chức cho biết vắc xin COVID-19 mới sẽ cung cấp khả năng bảo vệ được cải thiện chống lại Omicron, hiện là biến thể phổ biến nhất ở tỉnh BC. Thế thì tại sao không sử dụng cùng loại vắc xin mà Hoa Kỳ sử dụng? Tại Hoa Kỳ, vắc xin để tìm tăng cường đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm phê duyệt. Loại vắc xin đó nhắm vào các biến thể phụ BA.4 và BA.5 của Omicron được cho là gây ra phần lớn các ca nhiễm mới ở nhiều khu vực, bao gồm cả tỉnh BC. Tuy nhiên, các quan chức y tế giải thích rằng dữ liệu từ các thử nghiệm lâm sàng về vắc xin lưỡng trị của Canada cho thấy loại này cung cấp khả năng bảo vệ khỏi tất cả các biến thể phụ của Omicron. Nói một cách khác là vắc xin được tiêm ở Canada cũng chống lại các biến thể BA.4 và BA.5. Ngoài ra, dữ liệu về tính hiệu quả của vắc xin lưỡng trị mới nhất vẫn còn khá hạn chế so với phiên bản mà Canada đang nhận. Các quan chức đã giải thích rằng Việc chờ đợi thêm dữ liệu về vaccine lưỡng trị mới nhất sẽ dẫn tới sự chậm trễ trong việc triển khai liều tăng cường đã nâng cấp ở Canada và điều này có thể gây ra vấn đề khi bước vào mùa thu khi mà các ca bệnh liên quan tới hệ hô hấp có thể tăng lên. Các nhà khoa học tại Ontario kêu gọi chính phủ tỉnh phải có kế hoạch để quản lý tình trạng COVID kéo dài. Cơ quan cố vấn COVID-19 của Ontario đang cảnh báo về áp lực bổ sung và tình trạng COVID kéo dài có thể gây ra đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe căng thẳng của tỉnh. Lời khuyên được đưa ra hôm thứ Tư bởi Ban Khoa học là một nhóm khác chuyên gia độc lập đưa ra quan điểm của họ về chính sách COVID-19 của tỉnh. Trong bản tóm tắt, các chuyên gia đã báo cáo các triệu chứng kéo dài sau khi ai đó bị nhiễm COVID-19 có thể làm giảm chất lượng cuộc sống của họ và làm tăng sự phụ thuộc vào người khác. Dữ liệu cũng cho thấy mọi người có thể phát triển các tình trạng sức khỏe mạng tính mới sau khi bị nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, hơn 2 năm sau đại dịch thì một sự thỏa thuận vẫn chưa được hình thành. Nhóm các chuyên gia cho biết, đầu tư đáng kể vào nghiên cứu, chăm sóc lâm sàng và chính sách y tế là cần thiết để chăm sóc cho những người có tình trạng sau COVID trong tương lai. Các tác động cũng có thể mở rộng ra ngoài chăm sóc sức khỏe truyền thống, ví dụ như một ai đó bị giảm khả năng làm việc vì COVID kéo dài có thể yêu cầu sự trợ giúp của chính phủ từ kế hoạch hỗ trợ người khuyết tật Ontario. Thủ hiến Alberta nói hệ thống y tế đã cung cấp thông tin không đáng tin cậy về đại dịch cho chính phủ. Thủ hiến Jason Kenney nói rằng cơ quan dịch vụ y tế Alberta, và tắt là AHS, đã không phản ứng đúng với các chỉ đạo của chính phủ trong những đợt đại dịch COVID-19 thảm không nhất Ông Kennedy nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo ở Calgary hôm thứ Tư rằng AHS đã cung cấp cho chính phủ những con số liên tục thay đổi về số giường chăm sóc đặc biệt mà họ có thể hoạt động trên toàn tỉnh trong thời gian xảy ra đại dịch. Những người chỉ trích muốn có thêm các biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của virus. Họ đã chỉ trích ông Kennedy và chính phủ của ông quá chậm chạp trong việc phản ứng vào những thời điểm khi mà các trường hợp gia tăng trong tỉnh. Ông Kennedy đã nhận rất nhiều lời chỉ trích khi đi nghỉ vào mùa hè năm 2021 khi hầu hết các hạn chế về sức khỏe được xóa bỏ và các trường hợp của biến thể Delta đã bắt đầu gia tăng vào tháng 8 và tháng 9 của năm 2021. Hôm thứ Tư, ông Kenny cho biết, EHS ban đầu cho biết họ có thể vận hành hơn 1.000 giường ICU trên toàn tỉnh trong thời gian xảy ra đại dịch. Đến tháng 5 của năm 2021, thì chính phủ cho biết công suất giường ICU tối đa chỉ còn có 425. Nhiều chính trị gia đã chỉ trích cơ quan y tế vì phản ứng đại dịch của họ và cho rằng họ đã chưa chuẩn bị để xử lý một lượng lớn bệnh nhân. Lãi suất tăng, nợ hộ gia đình cao gây ra một cú sốc trong thanh toán cho người Canada. Người Canada ngày càng dễ bị gọi là sốc trong thanh toán khi mức nợ hộ gia đình cao hơn cùng với việc tăng lãi suất quá mức. Ngân hàng Trung ương Canada đã tăng lãi suất cho vay chủ chốt lên 3/4 điểm phần trăm vào thứ tư, khiến việc cho vay trở nên đắt đỏ hơn trong thời điểm mà nợ nần đang chồng chất. Các chuyên gia cho rằng, tình huống này có thể đẩy một số người đến điểm gục ngã khi họ dựa vào các khoản vay mà có lãi suất cao hơn và thẻ tín dụng để thanh toán các chi phí đang tăng cao cho các nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Ông Wes Cohen là một chuyên gia tài chính và là phó chủ tịch cấp cao của MNP Limited cho biết, mọi người đang ngày càng sử dụng thẻ tín dụng và các khoản vay để trang trải cuộc sống. Ông cho biết, với mức nợ ngày càng gia tăng và lãi suất leo thang, ông dự kiến sẽ thấy nhiều người phải chật vật để trả các khoản thanh toán nợ ở mức tối thiểu trong những tháng tới. Các cơ quan báo cáo tín dụng như là Equifax Canada và TransUnion Canada đều công bố báo cáo trong tuần này nhấn mạnh sự gia tăng gần đây về nợ hộ gia đình. Equifax cho biết tổng nợ tiêu dùng đã tăng 8,2% trong quý 2 năm 2022 so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, báo cáo ngành tín dụng mới nhất của TransUnion cho biết tổng số nợ đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại là 2,24 ngàn tỷ đô la, tăng 9,2% so với cùng thời điểm năm 2021 và tăng 16,4% so với mức trước đại dịch vào cuối năm 2019. Liên quan đến học phí đại học, tỉnh Nova Scotia có học phí đại học cao nhất theo tỉnh và học phí thì thấp nhất ở tỉnh Quebec. Nova Scotia có học phí đại học cao nhất theo tỉnh trong cả nước theo một báo cáo mới nhất của thống kê Canada. Trong một cuộc khảo sát, cơ quan dữ liệu đã thu thập học phí của tất cả các trường đại học công và các trường cao đẳng cấp bằng ở Canada dành cho sinh viên Canada từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 đến ngày 30 tháng 4 năm 2023. Báo cáo được công bố vào hôm thứ Tư cho thấy rằng tỉnh Nova Scotia đứng đầu danh sách về học phí đại học đắt đỏ nhất lên tới 9.328 đô la cho năm học 2022-2023 học phí trung bình ở tỉnh đó đã tăng 3% so với năm trước. Tỉnh Saskatchewan đứng thứ hai trong danh sách, với học phí trung bình là 8.854 đô la trong năm học này, tăng 5% so với năm 2021-2022. Tỉnh thứ hai của Atlantic Canada trong top 3 là New Brunswick, đứng thứ ba trong danh sách đắt đỏ nhất, với học phí đại học trung bình là 8.284 đô la, tăng 4% so với năm trước. Mặc dù Nova Scotia có học phí đắt nhất theo tỉnh, một số thành phố đã vượt quá con số đó. Học phí đắt nhất theo thành phố là ở London, tỉnh Ontario, nơi có Western University với học phí trung bình là 10.208 đô la một năm. Theo tỉnh thì học phí trung bình của tỉnh Ontario là 7.920 đô la, xếp thứ tư về tổng thể trong danh sách theo tỉnh. Tỉnh bang này chỉ tăng 70 đô la so với năm trước trong học phí trung bình vì chính phủ Ontario đã thông báo vào mùa xuân rằng họ sẽ đóng băng học phí trong năm thứ ba liên tiếp. Sackville ở New Brunswick là quê hương của Mount Allison University có học phí cao thứ hai theo thành phố trong cả nước là 9.725 đô la. Thành phố ít tốn kém nhất là Troy River ở Quebec, nơi có học phí trung bình của thành phố, năm nay là 2.826 đô la. Quebec cũng được xếp vào danh sách ít đắt đỏ nhất theo tỉnh, với học phí trung bình là 3.359 đô la cho sinh viên Canada, tăng 3% so với năm ngoái. Phần trăm thay đổi học phí cao nhất ở Canada theo tỉnh là ở Newfoundland. Tỉnh này có chi phí thấp thứ hai. Tỉnh đó đã chứng kiến mức học phí trung bình tăng 12% từ năm học 2021-2022 đến năm nay, nằm ở mức 3.400 đô la. Tỉnh Alberta thì cũng có một mức tăng lớn, tăng 10% từ mức 6.582 đô la trong năm học trước lên 7.221 đô la trong năm nay. Nhìn chung ở Canada, dữ liệu cho thấy học phí trung bình cho sinh viên Canada là 6.834 đô la. Con số này cao hơn nhiều đối với sinh viên quốc tế trung bình là 22.022 trong năm học này. Học phí trung bình cho sinh viên quốc tế của tỉnh Ontario là đắt nhất ở mức 25.749 đô la trong năm. Tiếp theo là Nova Scotia với 22.075 đô la. Tỉnh Ontario cho phép Hiệp hội Y tá xúc tiến việc đăng ký y tá quốc tế. Bộ trưởng Y tế Ontario đã yêu cầu Hiệp hội Điều dưỡng của tỉnh tiến hành các thay đổi về quy định để có thể giúp thêm hàng ngàn y tá được đào tạo quốc tế được làm việc nhanh hơn. Bà Sylvia Jones đã chỉ đạo Hiệp hội Y tá tỉnh Ontario triển khai kế hoạch đăng ký, các chuyên gia được đào tạo quốc tế nhanh chóng hơn vì tình trạng thiếu nhân sự đã dẫn đến việc đóng cửa tạm thời các khoa khẩn cấp trên toàn tỉnh. Trong số các đề xuất của Hiệp hội là cho phép các y tá quốc tế được đăng ký tạm thời, trong khi họ trải qua quá trình đăng ký đầy đủ, chẳng hạn như là hoàn thành một chương trình giáo dục và một kỳ thi. Họ cũng đề xuất giúp khoảng 5.300 y tá không hành nghề sống ở Ontario trở lại lực lượng lao động dễ dàng hơn nếu họ muốn các quy tắc hiện hành nói rằng một y tá đã phải có thực hành trong vòng 3 năm qua để được phục hồi vị trí của mình, nhưng điều đó có thể bị loại bỏ. Bà Jones hiện yêu cầu hiệp hội soạn thảo những sửa đổi đối với các quy định ngay lập tức. Hiệp hội cho biết những thay đổi này có thể giúp ích cho 5.970 ứng viên quốc tế hiện đang sinh sống ở tỉnh Ontario. Thị trưởng dẫn đầu phái đoàn Calgary đến LA để thu hút ngành điện ảnh. Sau khi trở thành thánh địa của một số các tác phẩm truyền hình và điện ảnh nổi tiếng gần đây, thông điệp của Calgary gửi đến Hollywood là chúng tôi muốn nhiều hơn nữa. Một phái đoàn của Calgary do thị trưởng Judy Condé dẫn đầu đã đến Los Angeles trong tuần này. Các thành viên sẽ đàm phán với các giám đốc điều hành trong ngành để đưa ra thông điệp rằng Calgary có những gì họ mong muốn. Thời lượng lên sóng của khu vực này đã tăng lên trong những năm gần đây với các tác phẩm như là The Last of Us, Prey, The Revenant, và ghostbusters afterlife được quay ở calgary và miền nam alberta nhưng bà kodak cho biết điều quan trọng là phải đến trung tâm công nghiệp lớn như hollywood để giới thiệu về những tiềm năng của calgary với sự trở lại của các ưu đãi về tài chính lớn hơn cho các nhà làm phim và nhiều cơ sở sản xuất calgary đang thu hút nhiều chương trình và phim bà kodak nói rằng điều đó đã tạo thêm việc làm và thu hút đầu tư và bà nhấn mạnh, sự đa dạng của Calgary chính là điều mà Hollywood đang tìm kiếm vào lúc này. Thị trường cho biết thêm, khi mà bạn tìm thấy sự công bằng, đa dạng và hòa nhập như là Calgary, thì điều đó khiến cho mọi người cảm thấy như họ được nhìn thấy và được lắng nghe. Các quy tắc mới về xe bus đưa đón học sinh mà những người lái xe ở Ontario cần biết những người lái xe tại Ontario được cảnh báo về hệ thống đèn xe bus trường học mới khi học sinh quay trở lại lớp học. Trung sĩ cảnh sát tỉnh Ontario Kerry Smith đã giới thiệu các đèn báo hiệu mới có màu hổ phách màu giống như là màu cam, hiện được trang bị trên xe bus của trường học báo hiệu xe đang chuẩn bị dừng lại. Hệ thống đèn xe bus học đường mới lần đầu tiên được Bộ Giao thông Vận tải đưa vào sử dụng vào tháng 7 vừa qua. Ông Smith nói, những đèn màu hổ phách này là dùng để báo hiệu khi xe buýt đang tiến tới điểm dừng để đón học sinh. Điều mà chúng tôi mong mọi người ghi nhớ và khi bạn nhìn thấy những ánh màu hổ phách đó thì hãy chuẩn bị dừng lại. Và ngay khi xe buýt dừng thì cánh tay chặn sẽ bật ra và đèn bắt đầu nhấp nháy màu đỏ và học sinh sẽ lên hoặc là xuống xe. Ông Schmidt nói, một lần nữa hãy nhớ rằng khi mà đèn đỏ đang nhấp nháy cho dù bạn đang tiến tới hay là đang đi từ phía sau bạn phải dừng lại và đợi những học sinh đó lên xe. Theo chính quyền Ontario, thì những người lái xe phớt lơ đen đỏ nhấp nháy hoặc là cánh tay dừng của xe buýt trường học, họ có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt nặng từ 400 đô la cho tới 2.000 đô la đối với lần vi phạm đầu tiên và mỗi hành vi vi phạm sau đó có thể bị phạt tới 4.000 đô la và có thể bị phạt tù lên tới 6 tháng. Bất kỳ ai thấy tài xế không dừng đối với xe buýt của trường học đều có thể nộp báo cáo, giám sát đường bộ địa phương hoặc là gọi cho cảnh sát. chính phủ liên bang mở trung tâm hộ chiếu 10 ngày ở Kingston, Ontario. Văn phòng hộ chiếu mới ở Kingston, Ontario nhằm giúp cho người dân Canada có hộ chiếu sớm hơn nếu mà họ có nhu cầu đi du lịch. Trung tâm Kingston Service Canada trên Bath Road đang trở thành cơ sở xử lý hộ chiếu trong 10 ngày. Có nghĩa là những người đi du lịch trong vòng 45 ngày làm việc tới hiện có thể đăng ký xử lý 10 ngày với bằng chứng sẽ đi du lịch. Đây là cơ sở làm hộ chiếu 10 ngày duy nhất ở khu vực Kingston. Trước đây thì điểm lấy giấy tờ gần nhất của Service Canada là ở Ottawa hoặc là Whitby, mỗi nơi cách Kingston 2 giờ lái xe. Giá xăng tại Metro Vancouver dự kiến sẽ tăng 7 xu trước cuối tuần. Sau khi giá xăng giảm trong thời gian ngắn thì các tài xế ở Metro Vancouver có thể sẽ phải trả thêm tiền. Tại các trạm bơm trước cuối tuần, giá xăng của Metro Vancouver nhìn chung vẫn ở mức dưới 190 xe một lít trong tuần qua, nhưng vào ngày thứ năm, giá dự kiến sẽ tăng thêm 7 cent. Theo trang web dự đoán giá xăng Gas Wizard cho thấy có thể tốn khoảng 195,9 xe mỗi lít để đổ xăng thông thường tại nhiều trạm. Để so sánh thì giá xăng ở Toronto dự đoán là 146,9 cent một lít vào ngày thứ năm và 138,9 cent ở Calgary. <laughs> quý vị đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo ngay kế bên để theo dõi các video tiếp theo và để ủng hộ cho chương trình này thì xin quý vị nhớ bấm like, comment và chia sẻ chương trình trên mạng xã hội để giúp phổ biến chương trình đến nhiều người hơn. Xin cảm ơn quý vị. Và sau đây là một số tin tức thế giới đáng chú ý trong ngày. Trái tại một quán karaoke ở Việt Nam khiến cho 32 người thiệt mạng. Mỹ cáo buộc Nga phạm tội ác chiến tranh khi trục xuất 1,6 triệu người Ukraine. Putin nói rằng Nga đạt được nhiều lợi ích từ cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng ngân sách năm tới sẽ là ngân sách chiến tranh và tập trung vào quốc phòng. Mỹ cấm các công ty công nghệ tiên tiến xây dựng nhà máy ở Trung Quốc. Bằng nhóm người Việt rửa tiền triệu bản tại Anh nhận án tù. Nghiên cứu mới cho thấy ung thư đang gia tăng ở những người trưởng thành dưới 50 tuổi. Apple cho ra mắt iPhone mới với giá không thay đổi. Và nhiều bản tin khác trong phần tin chi tiết mời quý vị chú ý theo dõi. Và sau đây, Hoàng Anh sẽ tiếp tục với bản tin thế giới. Thưa quý vị, một vụ tai nạn rất thương tâm đã xảy ra tại Việt Nam. Cháy một quán karaoke ở Việt Nam khiến 32 người thiệt mạng. Ngọn lửa đã nhấn chìm tầng 2 và tầng 3 của tòa nhà ở thị xã Thuận An, phía bắc Sài Gòn. Các nhân chứng cho biết, ngọn lửa lan nhanh qua lớp bọt cách âm và vách gỗ trong 30 phòng riêng của quán karaoke. Khi khói ngăn lối thoát hiểm, một số người đã nhảy xuống đất khoảng 8 mét từ ban công tầng 2. Đây là vụ hỏa hoạn chết người nhất ở Việt Nam kể từ năm 2018. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hôm thứ Tư đã ra lệnh cho Bộ Công an và các quan chức năng của tỉnh điều tra nguyên nhân vụ cháy. Karaoke phổ biến ở Việt Nam, nhưng tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo ở một số địa điểm đã gây ra nhiều lo ngại. Tháng trước, ba lính cứu hỏa đã thiệt mạng trong vụ cháy quán karaoke ở thủ đô Hà Nội. Trong cuộc chiến tại Ukraine, Mỹ đã cáo buộc Nga phạm tội ác chiến tranh khi trục xuất đến 1,6 triệu người Ukraine. Hôm thứ tư, Mỹ đã cáo buộc Moscow phạm tội ác chiến tranh khi đã buộc trục xuất người Ukraine sang Nga. Đại sứ Mỹ tại Liên hiệp quốc cũng đã cho biết thêm rằng họ có thông tin cho thấy Nga đang giám sát hoạt động sàng lọc con người. Đại sứ Mỹ tại Liên hiệp quốc là Linda Thomas Greenfield nói với Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc Bà ước tính từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm cả Moscow chỉ ra rằng chính quyền Nga đã thẩm vấn, giam giữ và buộc trục xuất khoảng 900.000 đến 1,6 triệu người Ukraine đến Nga sau cuộc xâm lược của Nga vào cuối tháng 2. Chỉ riêng trong tháng 7, Washington có thông tin rằng hơn 1.800 trẻ em đã được chuyển từ các khu vực ở Ukraine do Nga kiểm soát sang Nga. Trong khi đó, Đại sứ Liên Hiệp Quốc là Vasily Nabensia của Nga mô tả cuộc họp hội đồng là một sự lãng phí thời gian và là một cột mốc mới trong chiến dịch thông tin sai lệch do Ukraine và những người ủng hộ phương Tây thực hiện. Ông cho biết những người Ukraine đến Nga phải làm thủ tục đăng ký chứ không phải làm thủ tục sàng lọc. Ông Benzia đã yêu cầu hội đồng hợp lại vào thứ năm để thảo luận về cái mà ông gọi là các mối đe dọa thực sự đối với an ninh và hòa bình quốc tế, với nguyên nhân là do các quốc gia nước ngoài cung cấp vũ khí và hàng hóa quân sự cho Ukraine. châu Âu có kế hoạch giới hạn giá khí đốt của Nga khi ông Putin cảnh báo phương Tây về một mùa đông đóng băng. Liên minh châu Âu đã đề xuất giới hạn giá khí đốt của Nga vào thứ Tư sau khi Tổng thống Putin đe dọa sẽ cắt tất cả nguồn cung cấp năng lượng nếu họ thực hiện một bước như vậy, làm tăng nguy cơ phân chia khẩu phần ở một số quốc gia giàu nhất thế giới trong mùa đông này. Khi căng thẳng gia tăng, ông Putin nói rằng các hợp đồng có thể bị phá vỡ trong trường hợp giá trần và cảnh báo phương Tây về nguy cơ bị đóng băng như đuôi sói trong câu chuyện cổ tích nổi tiếng của Nga. Tuy nhiên, khối châu Âu có kế hoạch thúc đẩy giới hạn giá khí đốt của Nga và cũng là mức trần đối với giá điện từ các máy phát điện không chạy bằng khí đốt. Các bộ trưởng năng lượng của khối châu Âu sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn vào thứ Sáu. Ông Putin đã đoán trước được động thái này và nói rằng Nga sẽ đánh trả. Putin nói rằng Nga đang đạt được nhiều lợi ích từ cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Tư cho biết Nga đã được chứ không phải là mất từ cuộc xung đột ở Ukraine bởi vì nước này đang bắt tay vào một con đường của chủ quyền mới sẽ khôi phục ảnh hưởng toàn cầu của mình. Trong một nỗ lực nhằm nhấn mạnh sự nghiêng về châu Á của Nga, ông Putin phát biểu tại diễn đàn kinh tế phương Đông ở thành phố Vladivostok, Thái Bình Dương của Nga nói rằng phương Tây đang thất bại trong khi châu Á là tương lai. Trong bài phát biểu chính của mình, ông Putin hầu như là không đề cập đến Ukraine ngoài việc đề cập tới việc xuất khẩu ngũ cốc. Nhưng khi được một người điều hành hỏi rằng liệu có điều gì bị mất từ cuộc xung đột hay không thì ông Putin nói rằng Nga đạt được và sẽ nổi lên đổi mới. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng cuộc xung đột đã giải phóng một sự phân cực nhất định ở cả thế giới và ở Nga đối đầu với phương Tây về vấn đề Ukraine đã khiến cho Nga tăng tốc xoay trục sang châu Á và đặc biệt là Trung Quốc, từng là đối tác cơ bản của Liên Xô và hiện là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Ông Putin nói rằng phương Tây đã thất bại vì nỗ lực vô ích nhằm cô lập Nga bằng các lệnh trừng phạt đang phá hủy nền kinh tế toàn cầu như châu Á đang trỗi dậy để khẳng định tương lai. Ông Putin cho biết nền kinh tế Nga đang đối phó với những gì mà ông gọi là sự xâm lược tài chánh và công nghệ của phương Tây, nhưng cũng thừa nhận một số khó khăn trong một số ngành và khu vực. Ông cảnh báo về một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu đang bùng phát. Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng ngân sách năm tới sẽ là ngân sách chiến tranh tập trung vào quốc phòng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Tư cho biết ngân sách năm tới sẽ là ngân sách chiến tranh và dành hơn 1.000 tỷ hryvnias, khoảng chừng 27,40 tỷ Mỹ Kim cho chi phí quốc phòng và an ninh. Trong một bài phát biểu trên video vào buổi tối thì ông cũng cho biết các nghĩa vụ xã hội như là lương hưu phải được trang trại đầy đủ. Mỹ cấm các công ty công nghệ tiên tiến xây dựng nhà máy ở Trung Quốc các công ty công nghệ Mỹ nhận tài trợ của chính phủ liên bang sẽ bị cấm xây dựng các cơ sở công nghệ tiên tiến ở Trung Quốc trong 10 năm, chính quyền của Tổng thống Joe Biden nói. Hướng dẫn được công bố như là một phần của kế hoạch trị giá 50 tỷ Mỹ Kim nhằm xây dựng ngành công nghiệp bán dẫn nội địa. Thông báo được đưa ra khi mà các nhóm doanh nghiệp kêu gọi sự hỗ trợ của chính phủ nhằm làm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Họ phải đối mặt với tình trạng thiếu vi mạch toàn cầu khiến cho sản xuất bị đình trệ. Mỹ và Trung Quốc đang vướng vào tranh chấp kéo dài về thương mại và công nghệ. Vào tháng 8, thì Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden, đã ký đạo luật cam kết chi 280 tỷ Mỹ kim cho sản xuất công nghệ cao và nghiên cứu khoa học. Trong bối cảnh có những lo ngại rằng Mỹ đang đánh mất lợi thế về công nghệ của mình vào tay của Trung Quốc, các khoản đầu tư bao gồm giảm thuế cho các công ty xây dựng nhà máy sản xuất chip máy tính ở Mỹ. Mỹ hiện nay sản xuất khoảng 10% nguồn cung cấp chất bán dẫn toàn cầu, vốn là chìa khóa cho mọi thứ từ xe hơi cho tới điện thoại di động, giảm gần 40% so với năm 1990. Một số nhà sản xuất chip của Hoa Kỳ đã phải hứng chịu tác động của sự trừng trị thẳng tay của Washington đối với việc bán công nghệ của Mỹ cho Trung Quốc. Vào đầu tháng này, Nvidia và AMD bị các quan chức Mỹ yêu cầu dừng bán chip trí tuệ nhân tạo cho Trung Quốc. Dan Ives của Webbus Security gọi các hạn chế này là một cú đấm quyết tâm vào NVIDIA và ông nói đây thực sự là một lời cảnh báo đối với Trung Quốc và nó thực sự sẽ thổi bùng ngọn lửa đang căng thẳng địa chính trị. Một băng nhóm người Việt rửa tiền triệu bản tại Anh nhận án tù tòa án tại vương quốc anh kết án bốn bị can là phụ nữ việt đã rửa hơn 4 triệu bản anh thông qua tài khoản ngân hàng của sinh viên và các tiệm nail hoạt động tội phạm quốc tế của các bị can được mô tả là dùng sinh viên việt nam tại một trường đại học ở anh để nhận hàng triệu bản tiền mặt trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của họ số tiền này sau đó được chuyển cho các công dân việt nam khác tại anh đã và đang điều hành các doanh nghiệp xuất khẩu quần áo sang việt nam Đơn vị điều tra đặc biệt khu vực miền Đông, nơi đã phát hiện ra băng nhóm, cho biết một số khoản tiền cũng được rửa qua các tiệm làm móng. Cuộc điều tra đã phát hiện ra những sai phạm từ tài chính trị giá gần 4,2 triệu bản Anh. Các khoản tiền này đến từ hoạt động tội phạm như là tiền của công dân Việt Nam tại Pháp, chi trả từ 7.000 đến 11.500 bản Anh để đi lậu vào Vương quốc Anh. Một số người vào Anh lậu này sau đó làm việc trong các cơ sở trồng cần sa tin cho hay cảnh sát ra lệnh bắt các nghi phạm tại một loạt các địa điểm ở birmingham cambridgeshire essex leicester london và wales ông paul gillick là cảnh sát thuộc đội điều tra đặc biệt cho biết đây là một hoạt động lớn rất tinh vi nhằm che giấu một lượng lớn tiền mặt tội phạm xuyên biên giới quốc tế những băng nhóm này rất mong có người giúp đỡ để họ tránh bị phát hiện và chuyển tiền cho họ mọi người cần phải cảnh giác và nên biết rằng không thể cãi rằng mình không biết nếu bạn bị bắt đang làm điều này rất có thể bạn sẽ phải vào tù Bên cạnh việc phạm tội ma túy cảnh sát và công tố viên đã phát hiện ra bằng chứng thu xếp các cuộc hôn nhân giả và làm giấy tờ tùy thân giả để các cá nhân Việt Nam đi lại trong hoạt động buôn người Mỹ Hà Đỗ, 31 tuổi bị tòa tuyên án 5 tội danh bao gồm cung cấp ma túy lừa đảo và rửa tiền và đã bị kết án 3 năm tù Mỹ Hà Đỗ cũng được mô tả là nhân vật chủ chốt trong hoạt động rửa tiền của băng nhóm này khi chỉ đạo việc chuyển tiền và cố vấn về cách lách luật và kiểm soát rửa tiền của các ngân hàng. Mỹ Hà Đỗ được mô tả là học đại học Cambridge và dùng Facebook để kết nối với sinh viên. Bị căn này có nhiều nhà ở nước Anh được dùng để trồng cần sa. Hạnh Tuyết Nguyễn, 43 tuổi, bị tuyên án 5 tội liên quan tới lừa đảo và rửa tiền và bị kết án 2 năm tù Hạnh Tuyết Nguyễn là kế toán viên, bị kết tội điều hành hoạt động rửa tiền tinh vi của băng nhóm, thiết lập nhiều tài khoản ngân hàng qua hệ thống sinh viên và tạo ra một cơ sở kinh doanh quần áo như một nơi nhận tiền mặt từ những hoạt động tội phạm có tổ chức này vào hệ thống ngân hàng. Công ty nằm ở London này được Hạnh Tuyết Nguyễn thành lập vào tháng 10 năm 2012 và giải thể vào tháng 4 2021. Huyền Phương Thị Phan, 35 tuổi, bị kết án về một tội rửa tiền và bị tuyên phạt 18 tháng tù. Huyền Phương Thị Phan giữ vai trò chủ chốt trong việc xào nấu sổ sách của nhóm này, sử dụng công việc kinh doanh mà Hạnh Tuyết Nguyễn đã lập ra để làm kênh vận chuyển tiền bẩn về Việt Nam. Thành viên nữ thứ tư trong nhóm là Thi Ngọc Nguyễn, 31 tuổi, bị kết án về hai tội rửa tiền và bị tuyên phạt 10 tháng tù nhưng hưởng án treo 18 tháng. Thi Ngọc Nguyễn đã cho phép các tài khoản ngân hàng của mình được sử dụng để nhận và chuyển tiền bẩn. Kevin Hansford là trưởng Ban phòng chống tội phạm quốc tế của Cơ quan Công tố Anh CPS, được dẫn lời nói trên trang web của cơ quan này rằng đây là một băng nhóm tội phạm cực kỳ tinh vi, sử dụng các phương pháp phức tạp và gian xảo để che giấu các hoạt động sản xuất ma túy bất hợp pháp, quy mô, công nghiệp và lợi nhuận của họ thông qua rửa tiền dưới vỏ doanh nghiệp. Một nghiên cứu mới cho thấy ung thư đang gia tăng ở những người trưởng thành dưới 50 tuổi. Theo một nghiên cứu được thực hiện tại Bệnh viện Brigham và Bệnh viện Phụ nữ ở Boston, các trường hợp khởi phát sớm của ung thư vú, ruột kết, thực quản, thận, gan và tuyến tụy đã gia tăng trên toàn thế giới kể từ năm 1990. Thủ phạm được xác định là do lối sống ngày càng ít vận động và chế độ ăn phương Tây chứa đầy thực phẩm chế biến sẵn, mỗi nhóm người kế tiếp nhau được sinh ra sau này có nguy cơ mắc bệnh ung thư cao hơn trong cuộc sống về sau. Có thể là do các yếu tố rủi ro mà họ đã tiếp xúc khi còn trẻ. Theo tiến sĩ Suji Ogino, là một giáo sư và là bác sĩ nhà khoa học tại Brigham và khoa bệnh lý của Bệnh viện Phụ nữ, cho biết trong một bản tóm tắt của nghiên cứu trên trang web của bệnh viện. Chẳng hạn những người sinh năm 1960 có nguy cơ phát triển ung thư cao hơn những người sinh năm 1950 Chúng tôi nhận thấy rằng nguy cơ này đang tăng lên theo từng thế hệ, theo tiến sĩ Okino nói, chúng tôi dự đoán rằng mức độ rủi ro này sẽ tiếp tục tăng cao trong các thế hệ kế tiếp. Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, độ tuổi trung bình để chẩn đoán ung thư là 66. Các yếu tố nguy cơ ung thư nhất định bao gồm: thực phẩm chế biến cao, đồ uống có đường, béo phì, bệnh tiểu đường loại 2, lối sống ít vận động và uống rượu đều đã gia tăng kể từ những năm 1950, theo các nhà nghiên cứu cho biết. Các nhà nghiên cứu đã không xác định được sự gia tăng nguy cơ cụ thể trong các bệnh ung thư khác nhau, tuy nhiên, nhìn chung thì nhiều người trên toàn cầu đã kém khỏe mạnh hơn. Họ nói rằng những hành vi không lành mạnh này có thể làm tăng tỷ lệ ung thư ở lứa tuổi trẻ hơn. Trong số 14 loại ung thư đang gia tăng mà chúng tôi nghiên cứu, 8 loại có liên quan đến hệ tiêu hóa thực phẩm chúng ta ăn cung cấp cho các vi sinh vật trong ruột của chúng ta. Tác giả chính của nghiên cứu là tiến sĩ Tomataka Ugai, cũng thuộc khoa bệnh lý của bệnh viện, cho biết trong bản tóm tắt. Cuối cùng, những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến nguy cơ và kết quả bệnh tật. Du khách Mỹ bị phạt 450 đô la Mỹ vì ăn uống trên đài phun nước ở Rome. Một du khách người Mỹ đến Rome đã bị phạt 450 euro, bằng với 450 đô la Mỹ vì đã ăn uống khi ngồi bên đài phun nước. Theo cảnh sát địa phương cho biết, du khách này là nam giới, 55 tuổi, đã chọn phần rìa của đài phun nước Fontana de Catecumani để ngồi xuống và thưởng thức một bữa ăn nhẹ vào khoảng 1 giờ sáng thứ Bảy. Các cảnh sát đã can thiệp khi người đàn ông có ý định uống và ăn khi ngồi trên một phần của đài phun nước vì nó trái với quy tắc được thiết kế để bảo vệ đài phun nước hoành tráng. Đài phun nước được xây dựng vào năm 1588, năm 1589 bởi kiến trúc sư và nhà điêu khắc Giacomo della Porta và được trùng tu vào năm 1997. Nó đã được bảo vệ bởi các quy tắc lần đầu tiên được đưa ra vào những năm 1970 để bảo vệ các đài phun nước lịch sử, các bức tượng và các di tích khác. Các điều luật cũng bao gồm cấm uống rượu trên đường phố tổ chức như cuộc rượu trà không hỏi kết và ngâm mình trong các đài phun nước của thành phố. Các nhân viên cảnh sát có thể phạt tiền và thậm chí cấm mọi người đến một khu vực nhất định trong vòng tối đa 48 giờ đồng hồ. Người tái phạm có thể bị cấm đến điểm du lịch trong 60 ngày. Đã có nhiều trường hợp gần đây liên quan đến việc vi phạm các luật được cập nhật. Vào tháng 5, thì cảnh sát biên giới đã bắt giữ một người đàn ông, Saudi Arabia, 37 tuổi, tại sân bay quốc tế ở Milan, sau khi một chiếc Maserati thuê để được lái xuống bậc thang Tây Ban Nha nổi tiếng của Rome và bị bỏ lại ở đó. Một tháng sau, hai du khách Mỹ đã bị phạt và bị cấm vào trung tâm thành phố Rome trong thời gian ngắn sau khi họ đã làm hỏng các bậc thang bằng xe máy điện. Du khách Mỹ đã thiệt mạng sau khi bị cá mập tấn công trong lúc lặn với ống thở tại Bahamas một du khách người Mỹ đang đến thăm Bahamas trên một con tàu du lịch đã qua đời hôm thứ Ba sau khi cô bị một con cá mập tấn công. Theo Chris Lynn Skippings, là giám đốc của lực lượng cảnh sát hoàng gia Bahamas, cho biết hành khách 58 tuổi trong khi đang lạng với ống thở cùng với các thành viên trong gia đình thì bị một con cá mập bò trắng, tiếng Anh gọi là Bouchard, đã tấn công cô tại đảo Green Cay. Người phụ nữ là một bà mẹ đến từ Pennsylvania, đến Bahamas trên chuyến du thuyền Royal Caribbean vào sáng hôm đó. Đến khoảng 2 giờ chiều giờ địa phương thì người phụ nữ đã bị cá mập bò trắng tấn công khi cô đang lặn với ống thở. Các thành viên trong gia đình đã nhìn thấy vụ tấn công và chạy đến giúp cô và các nhân viên từ công ty du lịch cũng đã kéo người phụ nữ lên thuyền và họ chạy đến bến tàu gần nhất nơi mà các nhân viên y tế đang đợi. Skipping nói rằng người phụ nữ đã bị cán vào các chi trên và không có dấu hiệu sống còn sau vụ tấn công. Sau cái chết của cô thì công ty du lịch đã đưa ra một tuyên bố và nói rằng họ sẽ hỗ trợ và giúp đỡ cho những người thân của hành khách trong thời gian khó khăn này. Khu vực xảy ra vụ tấn công đã được phong tỏa và đóng cửa một thời gian. Các nhà chức trách cho biết sự việc đang được tiếp tục điều tra. Các vụ cá mập tấn công là cực kỳ hiếm. Nhiều vụ cá mập tấn công là trường hợp nhận dạng nhầm và có thể xảy ra khi mà con người đang bơi gần với các đàn cá lớn hoặc là khi tầm nhìn qua mặt nước bị kém cá mập cũng có thể tấn công để tự vệ khi mà chúng cảm thấy bị đe dọa. Apple cho ra mắt iPhone mới với giá không thay đổi. Apple đã công bố dòng sản phẩm iPhone 14 mới của công ty trong một sự kiện ra mắt hôm thứ tư, cùng với ba sản phẩm Apple Watch mới, bản cập nhật cho dòng sản phẩm AirPods phổ biến và một tính năng cứu mạng người Save Life khi không có dịch vụ di động. Tại sự kiện công bố sản phẩm hôm nay tại California, Apple đã giới thiệu bốn mẫu điện thoại thông minh mới, bao gồm một mẫu iPhone 14 Plus 6.7 inch lớn hơn và một bản cập nhật iPhone 14 Pro cải tiến phần tai thỏ. Theo phong cách điển hình của Apple thì các thiết bị này cũng cung cấp thời lượng pin và năng lượng camera tốt hơn so với năm trước. Tuy nhiên, điều bất ngờ lớn nhất có thể là giá bán của iPhone 14 và 14 Plus có giá khởi điểm lần lượt là 799 Mỹ Kim và 899 Mỹ Kim bằng với giá khởi điểm của các sản phẩm năm ngoái iPhone 14 Pro và Pro Max có giá khởi điểm lần lượt là 999 Mỹ Kim và 1099 Mỹ Kim. Cũng không thay đổi so với năm trước. iPhone 14 và 14 Pro có 5 màu Midnight, Starlight, Xanh Lam, Tím và màu đỏ. Apple cũng đã công bố 3 chiếc đồng hồ thông minh mới tại sự kiện hôm nay. Series 8, SE và Ultra. Ở phân khúc cao cấp thì mẫu Ultra có giá 799 Mỹ Kim và có thể sử dụng được khoảng 36 giờ cho một lần sạc. Ở phân khúc thấp Apple đã cập nhật bản SE để nhanh hơn tới 20% so với phiên bản trước. Giá bắt đầu từ 249 Mỹ Kim cho các mô hình GPS và 299 Mỹ Kim cho các mô hình di động. Trong khi đó thì mô hình Series 8 sẽ có giá bắt đầu từ 399 Mỹ Kim. Một trong những sản phẩm đột phá lớn nhất của hãng trong những năm gần đây là AirPods Pro. Cũng đã được giới thiệu cái hệ mới của sản phẩm AirPods Pro 2 có giá 249 Mỹ Kim và sẽ có mặt tại các cửa hàng vào ngày thứ sáu. Sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái của gia kim trên thị trường tài chính. Hôm nay một gia kim bằng 0,7596 Mỹ Kim và bằng 0,7634 euro. Một gia kim bằng 18.149 đồng Việt Nam và một Mỹ Kim bằng 23.805 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI hôm nay là 81,91 Mỹ Kim một thùng và giá dầu thô Brent là 88 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng hôm nay là 1718.13 mỹ kim một ounce và giá bạc là 18.47 mỹ kim một ounce. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Chúng tôi kính mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo ngay kế bên để theo dõi những video tiếp theo. Culture có các video về tin tức được cập nhật hàng ngày và cũng có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật hàng tuần. Mời quý vị đón theo dõi trước khi kết thúc chương trình tuấn liên và hoàng anh xin thay mặt cho ban biên tập kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và ăn lành xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt